Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại chuyên mục review cùng Tân Thành Danh. Thì hôm nay sẽ là một sản phẩm cực kỳ nổi bật đến từ cọt xe, đó chính là cọt xe A500 High Performance Dual Fan Cooling. Thì có thể nói là đã rất lâu lắm rồi thì cọt xe mới trở lại sản xuất tản nhiệt khí thay vì những cái tản nhiệt all-in-one như họ đang hiện tại đang sản xuất. Thì tại sao họ lại ra mắt cái sản phẩm này? Như các bạn cũng đã biết là 2019, kể cả 2018 luôn, nó là một cuộc chạy đua công nghệ giữa Intel và AMD. Từ đó dẫn xuất đến việc tất cả các hãng đều tăng hiệu năng con CPU của mình lên ở mức gần như là tối đa để đạt được một cái doanh số. Thì với cái sự chạy đua về công nghệ như vậy thì cũng dẫn đến cái việc là những cái con CPU có nhiệt độ sẽ vô cùng lớn so với những cái thế hệ trước. Như vậy, đối với những bộ máy làm việc thì không thể nào sử dụng được những cái tản nhiệt khí. Vì thế là hãng cọt xe đã cho ra mắt cái sản phẩm cọt xe A500 lần này vào ngày 7 tháng 1 năm 2020, là đánh dấu một cái bước ngoặt của họ trong sự trở lại với thị trường tản nhiệt khí. Vậy thì ở trên tay của mình đang là sản phẩm A500 đầu tiên tại Việt Nam. Mình sẽ làm một cái unbox nhanh cho các bạn coi cái sản phẩm này nó sẽ có cái đặc điểm gì nổi bật ha. Đi qua cái phần vỏ hộp một tí. Ở trên vỏ hộp thì đằng trước á, cái vỏ hộp này nhìn cũng khá là bự nha các bạn. Nếu mà mình so với một số cái loại tản nhiệt trên thị trường thì cái hộp này nó bự gấp rưỡi so với những cái tản nhiệt hiện tại, rất là bự. Hộp được thiết kế theo phong cách mới, mặt vàng và viền màu đen, rất là phù hợp đối với cái phong cách của hãng thời điểm gần đây. Ở trên đây thì không có cái hậu tố IQ, thì điều đó cũng chứng tỏ là cái tản này sẽ không có phần LED RGB mà tất cả sẽ tập trung vào hiệu năng của tản. Ở trên hộp thì cũng không có nhiều thông tin lắm, chỉ có ở phần sau thì có một phần technical specification cũng khá là chi tiết, bằng nhiều thứ tiếng thôi các bạn, nhưng mà nó cũng chỉ là mức cơ bản thôi. Trong trường hợp các bạn muốn đọc thông tin chi tiết về sản phẩm này, các bạn có thể lên website của Tân Thành Danh hoặc website của cọt xe để biết thêm chi tiết. Nhưng mà theo tiết lộ của hãng thì cái tản này sẽ đi kèm hai quạt ML120 phiên bản High Performance lên tới 2400 vòng trên phút lần nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành unbox cái hộp này ha. Cái cách đóng hộp của sản phẩm này nó khá là lạ mắt so với những cái sản phẩm trước của cọt xe. Một là họ dùng mút, hai là họ dùng những cái carton tái chế, thì ở đây họ sử dụng cái nhựa định hình. Thì với cái thiết kế nhựa định hình này thì cái quá trình vận chuyển nó sẽ nguy hiểm hơn một tí xíu. Nhưng mà các bạn lưu ý là phần định hình này nếu mà mình vận chuyển tốt thì cũng không sao hết. Nhưng mà vấn đề là cái độ thân thiện với môi trường thì nó cũng khá ổn hơn mút xốp các bạn. Cái phụ kiện đầu tiên mình thấy đây là cái hộp đến từ hãng cọt xe. Trong hộp thì mình sẽ khui ra nó có cái gì trong ha. Đây nhất là cuốn sách hướng dẫn sử dụng đối với sản phẩm A500 bằng rất là nhiều thứ tiếng. Đây là hướng dẫn sử dụng. Thứ hai là một cái dây chiêm để được tiêu mờ dành cho những con mạch chủ mà chỉ có một cái cổng cắm quạt thôi thì rất là cần thiết các bạn. Một cái điểm nhấn ở trong một cái tải này đó chính là một cái tiếp keo tản nhiệt STM50 đến từ cọt xe. Thì đây là một cái keo tản nhiệt hai bộ phun mình hiệu năng cao đến từ cọt xe. Cái trọng lượng của tiếp keo tản nhiệt này nhìn nó bự vậy thôi chứ thiệt ra họ chỉ cho các bạn có 1g nha các bạn. Bạn lưu ý là chỉ có 1g thôi, các bạn có thể sử dụng được khoảng 2 lần thôi. Thêm một điểm tiếp theo đó là một cái bên dành cho bộ vi xử lý Intel. Đây họ phân định rất là kỹ. Ngoài ra trong bịch nó còn những cái bịch nhỏ cho từng cái loại socket riêng như là 2.0x hoặc là 1.5x. Và tiếp theo là một cái bộ phát kịp dành cho AMD bao gồm AM4, AM3 cộng tất cả những cái socket AMD trừ Threadripple, các bạn lưu ý ha. Và một cái nữa là ba cục dây rút có cái size rất nhỏ, gần như các bạn không thể tìm thấy trên thị trường. Cái này là để cột cái dây này cố định lại của các bạn, cho nên mình chỉ có 3 sợi thôi.
mình đừng nghĩ họ kêu ha. Mở vô lại đến với chương chính của tôi đậu hỏng rồi. Đây chi tiết đầu tiên mình quay cho bạn xem một chiếc tu bích hay gọi là tu bích. Đây các bạn coi chiếc tu bích này đây được bán tại thị trường Việt Nam khoảng giá 20.000 một cây, ở dạng đổi hai đầu với ba ke và dẹp, nhưng mà cái đầu này nó chỉ có một cái đầu ba ke thôi. Và quan trọng hơn nữa là nó có cái logo Ford xe ở đây. Khi mà các bạn sử dụng cái tu bích này thì người ta sẽ biết là tôi đã mua sản phẩm của Ford xe rồi. Thì đây là một cái bản kỷ niệm cũng mình nghĩ cũng khá là thú vị. Nhưng một cái điểm đó là nó sẽ tiện cho những cái bạn mình mua cái bản nhiệm gì tự lắp mà chờ phát hiện ý tôi quên mua chích rồi bây giờ làm sao. Đó, đây là một cái điểm nhấn thôi. Cái ống hộp này thì tôi sẽ có một cái nhạc khi mà mở ra nó có một cái tiếng khá là khó chịu đó. Mình không có thích cái tiếng này lắm, nó hơi catchy một chút rồi. Wow, một chiếc tản nhiệt rất to, và theo cảm nhận của mình chiếc tản nhiệt này so với chiếc tản nhiệt to nhất hiện tại mình đang cầm là nó tua lên 15 thì nó chỉ có cái thể tích, mình nghĩ nó sẽ có cái thể tích thua một chút xíu thôi chứ thật sự không thua nhiều. Về cái độ cao của chiếc tản nhiệt này các bạn cũng thấy là nó rất là cao, mình nghĩ nó phải gần 170mm mà thấp nhất nó sẽ là 165mm. Vì vậy mình khuyến cáo các bạn khi đã sử dụng chiếc tản nhiệt này thì khoát phải sử dụng một chiếc vỏ máy to, có cái bề ngang to để các bạn có thể sử dụng được cái này ha. Lưu ý, đây là một cái lưu ý mà các bạn tiến hành mua cái chiếc tản nhiệt này. Rồi, đây mình quay cho bạn coi, đầu tiên đó chính là cái phần block, cái phần block tản nhiệt đây các bạn. Mình sẽ remove cái phần bảo vệ ra. Đây là một cái phần viêm ly sẵn, đây cũng là theo quảng cáo của hãng, đây là keo tản nhiệt XMT50 được reapply cũng như là được test sẵn ở trên cái sản phẩm này, được đánh dấu cho là ô dung. Thì đây là một cái nhận diện cho các bạn, khi mà các bạn đã gắn chiếc tản này vô rồi thì khi mà bạn tháo ra thì nó sẽ không còn được chiếc keo bị ô dung nữa, nó rất là khó để mình có thể làm mới lại như thế này. Đây là điểm cũng khá là hay đó. Trên cái bản này thì ở đây mình nhìn thấy có thể là tổng cộng là 1, 2, 3, 4 ống đồng như các bạn, chỉ có 4 ống đồng thôi. So với những cái bản nó tua trên thị trường thì nó khoảng từ 6 đến 7 ống đồng tùy theo loại bản, thì hiệu năng của con này cần phải được kiểm chứng rồi. Nhưng mà nó sẽ ở một cái clip khác, ở đây chỉ là cái clip trên tay thôi. Trên đây nó có hai con ốc sẵn, hai con ốc cố định sẵn ở đây, thì mình theo kinh nghiệm của mình thì chắc chắn luôn cái phần mặt trước của tản ra đây nó sẽ có thể loại bỏ được. Trên đây là một cái phần cover tản để mình bỏ vô coi, có lẽ là bằng nhựa các bạn, nhựa. Rồi mình sẽ tiến hành mở nó ra, mở cái phần mỏng này ra luôn. Rồi mình mở ra, đây là một cái phần nhựa và cái lớp đây bằng kim loại, có một cái logo cột xe bằng thiết rất là đẹp, được đính lên cái mặt tản nhiệt này bằng 4 cái ngàm. Rồi ở đây có những cái lưới mình nghĩ là để nó có thể thoát bớt nhiệt ra trong quá trình tản nhiệt. Đây các bạn cũng có thể nhìn thấy một cái thiết kế rất là lạ, gần như đây là cái thiết kế duy nhất. Nhìn thì mình lúc đầu cứ tưởng đây là một cái tản nhiệt chỉ có một khối thôi, nhưng mà khi mà nhìn kỹ lại thì đây nó có tới hai khối nữa các bạn. Một cái tháp ở đây, một cái tháp ở đây, mình tạm gọi là tháp. Và cái phần trống ở cái lúc giữa đây nó được dính lại với nhau ở cái phần hít sinh nhôm của cái tản nhiệt này bằng cái đường liền nét ở đây các bạn. Thì đây là cái thiết kế tuy là hai tháp, nhưng mà khi mà các bạn nhìn vô các bạn chỉ tưởng nó có một tháp thôi,
Mà lưu ý hai tháp này kích thước cũng khá là lớn. Và theo đánh giá của mình thì một tháp sẽ có kích thước khoảng chừng 80% của cái tảng D15 đến tảng Oppo. Là một cái tảng nhiệt mình đánh giá hiện năng rất là tốt. Một cái điểm nổi bật của cái chiếc tảng nhiệt này hơn so với các loại tảng nhiệt khác, đó là hai cái quạt. Hai cái quạt của chiếc tảng nhiệt này là loại 120mm là ML120 Pro phiên bản tiêu chuẩn không có LED RGB. Mình sẽ tiến hành mở hai cái quạt ra cho các bạn coi. Để coi cái cách mở nó như thế nào ha các bạn. Rồi, cái chiếc tản nhiệt này sẽ không phải là kiểu các bạn có thể cài những cái gông thiết vào mà nó sẽ có nguyên một lớp nhựa luôn. Thì các bạn lưu ý khi mà bạn mua chiếc tản nhiệt này, đọc kỹ về sử dụng trước khi dùng hoặc là coi clip của mình. Nó không phải mở kiểu bình thường, các bạn không phải kiểu cầm, các bạn cầm ở đây bằng nạy ra như thế này thì nó sẽ bị hư chiếc tản nhiệt này và các bạn có thể đứt tay trong quá trình của các bạn lắp đặt đây. Những cái lá nhôm này thì nó cũng không phải là không quá bén nha các bạn. Đây, chiếc tản nhiệt này nó sẽ mở như thế này. Các bạn cầm thao tác giữ nó lại rồi kéo ra, nó sẽ có một đường ray nha các bạn. Đó, các bạn thấy mình mở thấy nhiều không? Mở cái quạt ra không? Một chiếc quạt remove, chiếc quạt thứ hai cũng sẽ remove luôn. Phương án đi chen. Đó, mình mở ra nó rất là nhẹ, rất là gọn. Một cái điểm lạ ở đây là cái phần mặt tiếp xúc với quạt của tản nhiệt rất là lạ. Thay vì họ làm những cái lớp phẳng như thế này các bạn có thể thường thấy những cái loại tản nhiệt khí trên thị trường là nó làm phẳng như thế này, mà các bạn nhìn có thể thấy đây là làm hình răng cưa đó. Thì khi mà với cái thiết kế răng cưa như thế này á, mình nghĩ là để tăng cái diện tích tiếp xúc của cái lõi nhôm hoặc là đồng đối với chiếc quạt này thì nó sẽ tăng cái hiệu năng tản nhiệt, mình nghĩ như vậy. Và một chi tiết nữa là có những cái ngàm nhãn lò xo bằng nhôm ở đây dùng để làm gì các bạn biết không? Dùng để giảm cái độ rung khi mà cái tản của bạn không hoạt động. Các bạn lưu ý hai chiếc quạt kèm sẵn trên cái chiếc tản nhiệt này nữa có hiệu năng vô cùng lớn, 2400 vòng trên phút là độ tối đa của nó. Như vậy nó sẽ có một cái độ rung nhất định, thì chính hai cái ngàm kim loại này nó sẽ cố định lại, nó sẽ làm cho cái quạt này giảm được cái độ rung, giảm thiểu tối đa được độ rung trong quá trình hoạt động chiếc tản năng cao như thế này. Còn một chi tiết nữa là các bạn nhìn ở đằng phía trước nè, nhìn ở phía trước thì đây, khi mà các bạn nhìn ở phía trước vô, cái tảng này nó sẽ được gắn vô men, mình nghĩ nó cũng là sẽ dễ các bạn. Các bạn chỉ phải thọt cái con ốc, cái tuýt đi kèm sẵn, các bạn vặn cái hai con ốc thôi. Hai, các bạn lưu ý hai gì, các bạn phải lắp đặt bốn con ốc với các loại tảng thông thường và những đường khác, thì việc các bạn lắp hai con ốc này sẽ cực kỳ dễ dàng cho các bạn. Đặc biệt là các bạn ít thao tác lắp máy thì cái quá trình mà lắp đặt tản nhiệt nó sẽ giảm thiểu rủi ro cái việc mà các bạn làm công socket hoặc là nhảy chân CPU đối với AMD nha các bạn. Đây là cái điểm cộng với chiếc tản nhiệt này. Thì sau khi các bạn gắn xong, các bạn đóng cái nắp này lại là nó đã hoạt động ổn định rồi. Đó, như vậy là mình đã trên tay xong cái sản phẩm sẽ đổi bạn là cái phần heat sink của chiếc tản nhiệt này. Bây giờ mình sẽ đi tới phần quạt. Phần quạt theo quảng cáo đây là hai chiếc quạt hiệu năng rất là cao, sẽ bao gồm một chiếc quạt hút. Chiếc quạt hút là chiếc quạt này đây các bạn, quạt hút và một chiếc quạt đằng sau đây là chiếc quạt thổi. Sorry các bạn, đây là quạt thổi, đây là quạt hút, ngược lại ha. Rồi, chiếc quạt này các bạn có thể tự do thay thế bằng những cái loại quạt khác rất là dễ dàng thông qua thao tác các bạn. Dùng cái tôi giúp cho kèm đi kèm sẵn, các bạn tháo bốn con ốc ở bốn cái vị trí ở đây, các bạn thay thế một cái quạt khác vô, thì mình nghĩ đây là một chi tiết khá thú vị. Các bạn nhìn tưởng không thay được nhưng mà thật ra là thay được. Như là cái phần trên tay nhanh cái sản phẩm cột xe A500 Air Cooling của Tân Thành Danh cũng là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn trong clip sớm nhất của chiếc tản nhiệt này.
mình sẽ test hiệu năng cái chiếc tản nhiệt này trên cái con chip khá là nóng ở thời điểm hiện tại, đó là Intel 9900K. Các bạn hãy cùng chờ xem cái clip test hiệu năng để đánh giá chi tiết của con tản này nhé. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.